xin chào cô và các anh chị nhóm em gồm có vũ văn chính và phạm hồng thái sau đây nhóm em sẽ thuyết trình bài sáng lá gan nhỏ sáng lá gan nhỏ chu kỳ phát triển vị trí ký sinh sáng lá gan trưởng thành ký sinh tại các đường dẫn mật trong gan sáng lá gan nhỏ dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu các chất dinh dưỡng từ dịch mật đường xâm nhập sáng lá gan nhỏ xâm nhập vào cơ thể người một cách thụ động qua con đường ăn uống người bị mắc bệnh sáng lá gan nhỏ là do ăn cá có chứa nang trùng của sáng lá gan nhỏ dưới hình thức ăn gỏi hay chưa được nấu chín. Diễn biến chu kỳ chu kỳ của sáng lá gan nhỏ gồm 3 vật chủ, ốc, cá, người. Trứng sáng lá gan nhỏ sau khi được bài xuất theo phân ra khỏi cơ thể vật chủ, cần có môi trường nước thì mới phát triển thành trùng lông. Ấu trùng lông bơi lội tự do trong nước, tìm đến các loại ốc thích hợp để ký sinh và tiếp tục chu kỳ phát triển khi vào ốc, trùng lông sống ở vùng ruột, gan, tụy của ốc để trở thành bào ấu. Sau từ 21 đến 30 ngày, những bào ấu sẽ trở thành những ấu trùng đuôi. Những ấu trùng đuôi này tìm đến các loại cá nước ngọt để ký sinh ở vùng cơ của cá và phát triển thành những nang trùng. Ở Việt Nam, những loài cá chép, cá rô, cá giết, cá trôi, cá mè đều có thể là vật chủ trung gian của sáng lá gan nhỏ. Nếu ăn cá có chứa nang trùng của sáng lá gan nhỏ dưới hình thức ăn gỏi cá, ăn cá sống, hoặc chưa được nấu chín, khi vào ruột vật chủ, người, mèo, chó, nang trùng trở thành tự do và 15 giờ sau sẽ di chuyển thẳng tới ống mật và sau 26 ngày sẽ trở thành sáng trưởng. Đặc điểm dịch tễ học, phân bố bệnh sán lá gan nhỏ trên thế giới. Bệnh sán lá gan nhỏ Plonochi sinensis phân bố tập trung chủ yếu ở các nước châu Á, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan. Phân bố bệnh sán lá gan nhỏ ở Việt Nam. Nói chung tỷ lệ nhiễm bệnh sán lá gan nhỏ phụ thuộc vào tập quán ăn cá gỏi của từng địa phương. Nơi nào có tập quán ăn gỏi cá thì ở đấy bệnh có tỷ lệ cao. Sán lá gan nhỏ Clonochi sinensis phân bố chủ yếu ở các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ như Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây. Chấm chấm. Sán lá gan nhỏ Opis hotchus viverini phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định. Chấm chấm. Một số địa phương có tập quán ăn cá gỏi, cá sống, tỷ lệ bệnh cao tới 30% như Phú Yên. Bệnh sán lá gan nhỏ có chu kỳ phức tạp, chỉ cần phá vỡ một khâu của chu kỳ là bệnh không thể lan truyền được. Với những tiến bộ về trình độ dân trí, về vệ sinh hiện nay, bệnh đang có biến động dịch tễ học theo chiều hướng tốt và thuận lợi. Bệnh không những có chiều hướng giảm về số lượng người mắc mà cường độ nhiễm cũng thay đổi, ít có những người nhiễm với số lượng sán cao trong cơ thể. Bệnh học, triệu chứng lâm sàng của bệnh sán lá gan nhỏ phụ thuộc vào cường độ nhiễm và phản ứng của vật chủ. Trong những trường hợp nhiễm ít, có khi không có triệu chứng gì đặc biệt. Với những trường hợp nhiễm trên 100 sán, triệu chứng xuất hiện rõ. Trong giai đoạn khởi phát, bệnh nhân thường có những rối loạn dạ dày, ruột, chán ăn, ăn không tiêu, buồn nôn, đau âm ỉ vùng gan, ỉa chảy và táo bón thất thường. Trong giai đoạn này, bệnh nhân có thể bị phát ban, nổi mẩn và bạch cầu ái toan tăng đột ngột. Sang thời kỳ toàn phát, những triệu chứng này càng rõ rệt hơn. Về triệu chứng chung, bệnh nhân bị thiếu máu, gầy sút, phù nề, đôi khi có suất thất thường. Hồng cầu có thể giảm xuống còn khoảng 2 triệu, MM3 máu, huyết sắc tố có thể giảm tới còn 20%. Hiện tượng phù nề bắt đầu từ những chi dưới, sau trở thành phù nề toàn thân. Thể trạng bệnh nhân gầy sút nhanh chóng và rõ rệt bệnh nhân còn có thể chảy máu cam, nôn ra máu và có những rối loạn tim mạch khác. Trong trường hợp có bội nhiễm do vi khuẩn, bệnh nhân có thể sốt kéo dài hoặc sốt kiểu sốt rét. Ngoài những triệu chứng chung, còn có những triệu chứng về gan. Vùng gan đau âm ỉ nhưng có khi đau rất dữ dội, gan to. Bệnh nhân bị vàng da nhẹ, phân có thể trắng, nước tiểu vàng sẫm kèm theo là chán ăn, ỉa chảy. Những triệu chứng này rất giống hội chứng vàng da tắc mật, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời sẽ xảy ra hiện tượng sơ gan. Chẩn đoán Tuy có những triệu chứng lâm sàng rõ nhưng không đặc hiệu, nên chẩn đoán khẳng định bệnh sán lá gan nhỏ cần phải xét nghiệm phân tìm chứng sán với những kỹ thuật như Cato, Cato -Cats. Đối với những trường hợp nhiễm ít, cần lấy dịch tá tràng để xét nghiệm tìm chứng siêu âm cũng có thể thấy hình ảnh sán lá gan. Các xét nghiệm miễn dịch như miễn dịch huỳnh quang IFA, miễn dịch hấp phụ gắn men ELISA có tính đặc hiệu cao. Điều trị trong điều trị sáng lá gan, thuốc điều trị chủ yếu là praziquantel thuốc điều trị sen kể là Albendan. Chống chỉ định, không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, đang nhiễm trùng cấp tính hoặc suy tim, gan, thận dị ứng với quen. Lưu ý, không lái xe khi dùng thuốc vì thuốc có thể gây trạng thái lơ mơ. Phòng chống bệnh sáng lá gan nhỏ ở nước ta đã được đưa vào chương trình phòng chống dung sáng quốc gia. Về nguyên tắc, việc phòng bệnh sáng lá gan nhỏ giống như phòng bệnh dung đũa và các bệnh dung sáng ký sinh đường ruột khác, phải quản lý, xử lý phân, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, điều trị cá nhân và điều trị hàng loạt, tuyên truyền giáo dục về vệ sinh phòng bệnh phòng bệnh sáng lá gan nhỏ tốt nhất là không ăn gỏi cá hoặc ăn cá chưa được nấu chín dưới mọi hình thức. Trên đây là toàn bộ bài thuyết trình. Cảm ơn cô và các anh chị đã lắng nghe phần trình bày của nhóm em.